Đây là cái hệ thống tưới cây tự động của nhà mình nha các bạn. Cái này là tưới nhỏ giọt này, không có tốn nước, không hao nước. Không tốn điện, không hao nước. Đó, mình không có phải mất công mình tưới nước. Mình cứ để chảy nhỏ giọt như thế này thôi là quanh năm suốt tháng luôn nha các bạn. Các bạn có thể làm theo nhé. Rồi nếu mà các bạn thấy hay thì cho mình một like nhé, một đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng làm nha các bạn. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi làm một cái vòi nước tưới tự động cho cây. Cái này là tưới nhỏ giọt nha các bạn. Tưới nhỏ giọt. Rồi mình tận dụng những cây bút như thế này. Đây này, những cái bút như thế này, bút mực nước nha các bạn. Đầu bi nha các bạn. Mình tận dụng những cái này mình làm cái vòi tưới tưới nhỏ giọt cho cây. Gần Tết rồi. Nhà nào cũng có cây cảnh hết này, mua về xong trưng trưng xong đi chơi không ai tưới nước à, mình làm một cái vòi tưới như thế này không phải mất công tưới nữa, rồi cứ thế mà đi chơi thôi ha. Rồi giờ các bạn cùng mình làm nha. Đầu tiên là mình cần những cái bút như thế này để làm vòi phun này. Rồi cái vòi nước cho mình thì là vòi nước ống 27 ra đầu 21 hay các bạn mua một cái nắp nắp đầu nắp chụp đầu 21 nha các bạn. Thấy như thế này. Đây. Đấy. Đây các bạn mua một cái nắp chụp như thế này. Đấy. Và cần một cái đoạn ống này, các bạn cần dài thì mình mua dài ha, cần ngắn thì mình mua ngắn. Cái ống này mình mua rẻ lắm, ống này ống 8 ly nha. Bạn đi đi ra ở cái tiệm điện nước các bạn mua có 2.000 3.000 một mét à, mình cần nhiều mình mua nhiều nha các bạn. Rồi giờ mình đi mình làm nha. Đầu tiên là các bạn rút những cái ngòi này ra nè, đó rút ra như thế này. Cái này mình vệ sinh mình rửa lại nha các bạn, ở trong này nó có cái dầu nên mình cần một cái đoạn như thế này. Đây mình cầm một đoạn như thế này thôi đó, mình cắt như vậy nha các bạn. Rồi tí nữa mình làm là mình được một cái vòi như thế này nha các bạn. Đó. Này cái vòi phun nước. Rồi, tiếp theo là cái này là các bạn cần một vòi thì chỉ cần một là một cái như vậy thôi. Còn bây giờ mình cần nhiều cái vòi tưới cho nhiều cây á thì mình có thể làm một cái T như thế này này để mình nối ra nhiều cây nha các bạn. Đây này. Đó, giờ mình sẽ đi làm một cái T nha. À, giờ mình sẽ đi hàn hàn cái đầu này vào như thế này. Đây mình sẽ hàn vào các bạn, hơ cái ở dưới như thế này nha các bạn. Đây hơ hai cái cùng một lúc luôn. À, giờ mình dí vào, nhựa nó chảy rồi. Giờ mình dí vào. Giữ cố định một lúc nha các bạn cho cái nhựa nó nguội nhé. Này là được một cái này nha các bạn. À, cái T nó như thế này đây. Để các bạn nối ra nhiều cái vòi tưới. Rồi. Cái này mình hàn xong rồi, cái này nó vẫn tịt nha các bạn. Giờ mình sẽ đi khoan. Khoan cái lỗ từ đầu đầu này thủng xuống dưới này luôn, chỉ thủng tới bên đây thôi nha, dưới nha các bạn, đừng có xuyên sang đây luôn nha. Bây giờ mình sẽ dùng một cái mũi khoan 3 ly như thế này để khoan cái này nha các bạn. Đây để khoan cái này đây. Đấy. Như vậy là được rồi nha các bạn. Đây.
À, cái này được một cái T nối này, mình nối cái đầu phun này vào nha các bạn. À, rồi các bạn nối cái vòi này vào nha, đó. Rồi các bạn nối tiếp ra để được nhiều cái nữa. Rồi, còn cái nếu mà các bạn mà chỉ cần một vòi thôi thì các bạn nối thẳng này luôn, đó. Nối một cái thôi. Nên mình sẽ đi làm một cái khác. À, mình cắt một cái khác. Rồi, các bạn mà cần một vòi thôi, một cái vòi nhà, chỉ cần một cái thôi thì là mình làm như thế này. Đó, như thế này là được một cái này. Đấy, các bạn gắn cái đầu này vào. Đó, là được một cái. Rồi. Còn không thì các bạn mà cần nhiều nhiều cái vòi tưới thì các bạn làm những cái T như thế này nối nối ra nha các bạn. Rồi, cứ mỗi cái như thế này là một một gốc cây này. Mình phải gỡ cái viên viên bi ở đầu này ra mình mới làm được. Các bạn dùng một chiếc kim như thế này nha. Đây ạ. Một chiếc kim khâu nhá. Các bạn đẩy ở dưới này này. Các bạn đẩy dưới này để lấy cái viên bi ra đây, để lấy viên bi ra, nhớ đừng để đừng làm mất viên bi nha các bạn. Đó này, viên bi nhỏ xíu xíu mình cầm trong tay luôn này, không thả ra là rớt luôn. Rồi các bạn cho cái kim ngược vào đầu cái chỗ viên bi đấy, các bạn nghiêng cái này thế này, ấn nghiêng một cái như thế này thôi, ấn nghiêng thôi. Đó, chỉnh nghiêng cái như thế này thôi. Rồi các bạn gắn viên bi lại nha, bạn gắn viên bi lại, đó, gắn viên bi lại. Rồi cái này là được một cái vòi nước rồi, xong xuôi. Bây giờ mình đi nối dây vào là mình tưới cây thôi nha các bạn. Bây giờ các bạn nối cái đầu dây này vào cái nắp 21 này, nhờ khoan một cái lỗ. Khoan một cái lỗ 8 ly nha các bạn. Đây, khoan lủng một cái lỗ 8 ly. Mình rút được vào như thế này. Vào rồi. Bây giờ mình cắt một cái đầu của cái bút như thế này, mình nhét vào đây là mình rút ngược lại là nước nó không có chảy ra nha các bạn. Rồi, các bạn nhét vào đây nha. Đó. Rồi, giờ mình kéo ngược cái này ra. Lấy kéo nến chét vào đây nha các bạn. Rồi, giờ các bạn gắn vào cái vòi cấp nước nha các bạn. Rồi mình đi tưới cây. Chỉ có vài phút thôi là mình đã làm được một cái hệ thống tưới nước tự động cho cây rồi nha các bạn. Không có phải tốn điện hay là sợ hao nước nữa. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Chào các bạn.